chào các bạn, những người đang xem nha. Hôm nay tiếp tục lên cái anh này, ảnh đẩy cua bằng cái máy dầu nè các bạn ơi. Clip trước thì cũng có quay rồi nhưng mà không có cá nha các bạn. Hãy xem clip này có cá không nha mọi người. Clip trước nôm hai cá nhưng mà thật lắc hết luôn. Bây giờ mình là quay thêm một clip nữa nha để xem có cá không. Còn khoảng cách côn thì 1 tấc rưỡi, gửi đến 2 tấc rưỡi các bạn ơi. Thấy cũng dày lắm. Dàn côn này cũng mới làm luôn nha mọi người, mình thấy là quá mới. Rồi các bạn nha mọi người cùng xem tiếp với mình nha. Có lên cá thì mình hết trà, bị che mất cái cây này nữa rồi. Ô cá bự ra. Ồ cá lóc bự các bạn ơi. Khuôn này chắc có lý nha. Rồi có cá nữa rồi. Ê chạy luôn đi. À cá lớn nha. Dính này cá chín nè. Cá lóc nữa các bạn ơi. Có lý hơn cái clip trước các bạn. Tiếp tục các bạn ơi. Rồi có cá nữa này. Ơi nhảy luôn. Thử thiệt. À mày đi đâu mày. Có rồi. Chắc không có luôn mà. Tại vì nó chuối gần các bạn. Xa thì nhìn không rõ. Còn gần thì là chính xác 100%. Rồi một con cá lóc nữa. Ây da. Đó nãy giờ 3-4 con nữa các bạn. Này mình quay gì mình về nhà mình cắt mấy chỗ mà không có cá ra để cho bạn xem đỡ chán quá. Mình đứng quay ở đây là cả tiếng đồng hồ. Ví dụ mình quay lên cái clip mà đăng lên clip cả tiếng đồng hồ thì không có ai xem hết đâu các bạn ơi. Đó, bắt đầu quay máy nữa các bạn. Ây. Quần là có cá là bần hoài luôn các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem hết mấy vòng vòng cũng có được nhiều con cá nha. Rồi cái nào không có cá mình cắt bỏ bớt ra các bạn ơi. Đó nữa đó các bạn. Ê nhảy nữa. Chết cha rồi, che mất tiêu cái máy dầu rồi các bạn ơi. À, có cá không biết cá gì đây. Cá lóc quá. Đẩy này đa số cá lóc không các bạn. Nhiều khi cũng có cá chê trắng nữa các bạn ơi. Nhưng mà nó ít. Con cá lóc nhỏ nhỏ xíu còn con tay cái để nó bự lắm. Hết cá luôn rồi. Ơi nhảy nữa con cá các bạn ơi.
Ồ, bự chứ ta. À, có lý à. Lấy vốn chưa? Lấy tiền dầu chưa? Đủ tiền dầu rồi. Vài miếng này đã dầu quá trời cá. 5-6 con về, 5-6 con cá ký rồi. Rồi có cá nữa các bạn ơi, quá thì xa luôn, vô con tới các bạn ơi, tới nhưng mà nó hơi mờ. Có không đây? Có quá. Ồ, con nước bạn ơi, cá bành luôn. Cá lóc. Cũng hơi nhỏ à, bành. Rồi tiếp tục lên vây máy tiếp. Rồi có cá nữa. Đây nó bị che bụi cỏ, nhìn nó hơi bị che nhé các bạn. Thì là hơi xa vô bông gõ, các bạn thông cảm nha. Rồi cái máy mình nó cũng gần hết pin luôn rồi các bạn ơi. Rồi có cá không? Không có rồi. Rồi có cá nữa các bạn ơi, bị che mất cái vỏ các bạn. Máy gần hết pin luôn, sợ tắt nguồn luôn quá. Cá bự gì mà đợi lâu chứ đâu. Rồi biết định luôn rồi. Được con nữa các bạn ơi, cá lóc. Rồi video mình tới đây cũng kết thúc luôn nha mọi người, tại vì máy mình hết pin rồi, quay không có được nữa nha các bạn. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, để xem ảnh quay có một vòng cái nữa các bạn. Rồi đây có cá tiếp. Thằng này chết quá, là bó tay luôn á. Bây giờ lúc trước quay 2 lần cũng quay trong ngày các bạn ơi, lúc trước quay nôm 2 lần chặt tắt, còn clip sau này nãy nôm chặt hết gái nữa, còn lần này biết sao nè. Có không? À, có cá lóc nhỏ.
con này chỉ có 20 con mới được ký các bạn.